Ngày 18 tháng 8, Trường Đại học Việt Đức đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Song. Đến dự có ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hà Hữu Phúc, Phụ trưởng Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Song có nhiều năm học tập ở Đức, có kinh nghiệm gần 10 năm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý đại học. Với cương vị mới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Song sẽ phát huy năng lực và trí tuệ cùng với cán bộ giảng viên nhà trường xây dựng thành công mô hình đại học mới tại Trường Đại học Việt Đức, giúp trường hoàn thành sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Sáng nay